Xin chào tất cả các em, cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong bài học này. Trong những bài học trước, các em đã được tìm hiểu về biểu thức có chứa một chữ, biểu thức có chứa hai chữ rồi phải không nào? Vậy thì trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về biểu thức có chứa ba chữ. Các em thân mến, trong bài học này, các em cần nắm được hai nội dung quan trọng như sau. Thứ nhất, nhận biết được biểu thức đơn giản chứa ba chữ. Thứ hai là biết tính giá trị một biểu thức đơn giản có chứa ba chữ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay các em nhé. Cô mời các em quan sát làm ví dụ như sau. An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được chấm 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 con cá. Bình câu được chấm 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 con cá. Cường câu được chấm 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 con cá. Cả ba người câu được chấm 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 con cá. Đối với bài toán này, chúng ta sẽ có rất nhiều trường hợp bởi vì số cá của bạn An, bạn Bình và bạn Cường có thể thay đổi. Bây giờ cô mời các em quan sát vào bảng ghi số liệu số cá câu được có thể của ba bạn như sau. Cô có các cột, cột đầu tiên là số cá của bạn An, cột thứ hai là số cá của bạn Bình, cột thứ ba là số cá của bạn Cường và cột cuối cùng là số cá của ba người. Vậy các trường hợp có thể xảy ra như sau. Cô lấy ví dụ. Trường hợp đầu tiên, số cá của An có thể là hai con. Số cá câu được của Bình có thể là 3 con và của Cường là 4 con. Thì ở đây, tổng số cá của cả 3 người, cô phải thực hiện phép cộng. Lấy 2 cộng 3 cộng 4, đúng không nào? Hoặc trường hợp thứ hai, An câu được 5 con cá, Bình câu được 1 con, còn Cường không câu được con nào. Vậy tổng số cá của cả 3 bạn ta phải lấy 5 cộng 1 cộng 0, phải không các em? Giả sử đến trường hợp thứ ba, An chỉ câu được có một con, Bình không câu được con nào và Cường câu được hai con. Vậy thì số cá của cả ba người sẽ là 1 cộng 0 cộng 2. Và chúng ta còn rất là nhiều cái ví dụ khác nữa. Vậy bây giờ cô sẽ tổng quát lên là số cá của bạn An câu được cô ký hiệu là A con. Số cá của bạn Bình là B con và số cá của bạn Cường là C con. Vậy thì biểu thức chỉ số cá của cả ba người sẽ là A cộng B cộng C. Nhận xét và biểu thức A cộng B cộng C chính là biểu thức có chứa ba chữ. Giá trị của ba chữ này có thể thay đổi tùy ý, đúng không nào các em? Nếu như trong trường hợp A bằng 2, B bằng 3 và C bằng 4 thì A cộng B cộng C sẽ phải thay lần lượt các giá trị phù hợp với các chữ vào. A bằng 2 nên cô sẽ thay là 2, B bằng 3 cô thay bằng 3 và C bằng 4 cô thay bằng 4. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính từ trái qua phải là 2 cộng 3 bằng 5, cộng tiếp tục cho 4, cô có kết quả bằng 9. Vậy 9 ở đây được gọi là một giá trị của biểu thức A cộng B cộng C. Tương tự, ở trường hợp thứ hai, nếu như A bằng 5, B bằng 1 và C bằng 0, thì cô sẽ lại thay lần lượt cái giá trị của chữ số này vào đúng cái vị trí của nó. Như biểu thức A cộng B cộng C lúc này sẽ bằng 5 cộng 1 cộng 0, phải không nào? Vậy ở đây 6, 6 sẽ là kết quả của 5 cộng 1 và cộng tiếp tục cho 0, chúng ta được 6. Thế là 6 được gọi là một giá trị của biểu thức A cộng B cộng C. Tiếp tục, nếu như bây giờ cô có A bằng 1, B bằng 0 và C bằng 2, thì chúng ta sẽ thực hiện tương tự. A cộng B cộng C, cô sẽ thay bằng 1 cộng 0 cộng 2 và kết quả sẽ bằng 1 cộng 2 bằng 3. Vậy 3 là một giá trị của biểu thức A cộng B cộng C. Ở bài toán này, chúng ta đã được tìm hiểu về biểu thức có chứa 3 chữ. 3 chữ này có thể là 3 chữ bất kỳ, ví dụ như X, Y, Z hay M, N, P. Tùy theo đề bài cho như thế nào thì chúng ta sẽ thực hiện như vậy.
theo các em. Mỗi lần thay chữ bằng số thì ta sẽ tính được gì? À, mỗi lần thay chữ bằng số thì ta sẽ tính được một giá trị của biểu thức A cộng B cộng C. Trong ba trường hợp này đều có ba giá trị khác nhau là 9, 6 và 3. Mỗi giá trị này đều là một giá trị của biểu thức A cộng B cộng C tùy vào giá trị của mỗi chữ nằm trong biểu thức đó. Bây giờ cô mời các em cùng cô vận dụng những kiến thức vừa rồi để thực hiện bài tập đầu tiên này nha. Bài 1. Tính giá trị của biểu thức A cộng B cộng C nếu ở đây cô có hai trường hợp. Và hai trường hợp này đều đã cho chúng ta giá trị của ba chữ của biểu thức rồi. Giống như trong ví dụ mà các em vừa mới được học, muốn tính được giá trị của biểu thức này thì chúng ta phải thực hiện. Đầu tiên là các em sẽ thay chữ bằng số rồi mới tính giá trị của biểu thức. Thì đối với những biểu thức mà có phép cộng, chúng ta sẽ lần lượt tính từ trái sang phải giống như ở ví dụ mẫu mà cô đã hướng dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện câu A. Nếu A bằng 5, B bằng 7, C bằng 10 thì giá trị của biểu thức A cộng B cộng C nó sẽ bằng 5 chính là giá trị của A, 7 chính là giá trị của B và 10 chính là giá trị của C. Sau khi thay vào thì chúng ta sẽ có một tổng gồm có 3 số hạng. Và trong biểu thức này chỉ có toàn phép cộng thôi nên chúng ta sẽ tính lần lượt từ trái sang phải. 5 cộng 7 là 12. Cộng tiếp với 10 thì chúng ta sẽ có kết quả là 22. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tương tự với câu B. Nếu A bằng 12, B bằng 15 và C bằng 9 thì giá trị của biểu thức A cộng B cộng C là, bây giờ cô sẽ thay thế số vào, chỗ nào có A thì cô sẽ thay là 12, chỗ nào có B thì cô sẽ thay là 15 và chỗ nào có C thì cô sẽ thay bằng 9. Vậy chúng ta có 12 cộng 15 cộng 9. Chúng ta sẽ thực hiện phép cộng lần lượt từ trái sang phải. 12 cộng với 15 là 27, cộng tiếp cho 9, ra có kết quả là 36. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các em trình bày xong bài tập số 1, tính giá trị của biểu thức có chứa 3 chữ. Bây giờ, các em cùng cô bước sang bài tập số 2 nhé. Trong bài tập số 2 này, đề bài đã cho chúng ta biểu thức A nhân B nhân C. Đây chính là biểu thức có chứa 3 chữ. Bây giờ, các em hãy quan sát vào phần ví dụ mẫu của bài tập này. Đề bài đã cho chúng ta A bằng 4, B bằng 3 và C bằng 5. Thì giá trị của biểu thức A nhân B nhân C sẽ là, người ta đã viết lại cho chúng ta A nhân B nhân C, đây chính là một biểu thức tích có chứa 3 thừa số. Vậy nhiệm vụ của chúng ta vẫn là thay các chữ bằng các số mà đề bài đã cho, rồi chúng ta mới thực hiện tính giá trị của biểu thức này. A của cô là 4, cô sẽ thay vào biểu thức như sau. 4 nhân B bằng 3 và nhân với C bằng 5. Vậy trong biểu thức có chứa toàn phép nhân như thế này thì chúng ta vẫn thực hiện lần lượt từ trái qua phải. 4 x 3 là 12, rồi nhân với 5 ta được kết quả là 60. Các em đã hiểu ví dụ này chưa nào? Vậy đây chính là cách trình bày của bài tập số 2 đấy. Đề bài này yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức A nhân B nhân C nếu trường hợp A và trường hợp B. Ở đây đều đã cho chúng ta giá trị của ba chữ rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng và trình bày hai câu này giống như ví dụ mẫu nha. Đối với câu A, nếu A bằng 9, B bằng 5 và C bằng 2 thì giá trị của biểu thức A nhân B nhân C, A của cô là bằng 9, cô sẽ thay vào là 9 nhân B là 5 và nhân C là 2. Vậy cô có biểu thức 9 nhân 5 nhân 2. Ở đây chúng ta lại thực hiện lần lượt nhân từ trái sang phải. 9 nhân 5 là 45, nhân tiếp cho 2 cô được 90. Vậy tích này sẽ
sẽ ra kết quả là 90. Thế là chúng ta đã vừa trình bày xong phần A. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trình bày tương tự đối với phần B. Nếu A bằng 15, B bằng 0 và C bằng 37 thì giá trị của biểu thức A nhân B nhân C sẽ bằng. Ở đây chúng ta phải thay lần lượt giá trị của các chữ theo đúng thứ tự. A của cô là 15, nhân cho B là 0 và nhân cho C là 37. Vậy cô sẽ có biểu thức 15 nhân 0 nhân 37. Đến đây chúng ta cũng tiếp tục nhân lần lượt từ trái sang phải. 15 nhân cho 0 thì tích này bằng mấy vậy các em? À, trong một tích mà có một thừa số bằng 0 thì tích đó sẽ bằng 0. 0 nhân tiếp cho 37, kết quả vẫn là 0. Vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong phần B rồi đó. Cô đã hướng dẫn các em trình bày được bài tập số 2. Các em hãy trình bày bài tập này vào trong phiếu bài tập của mình. Bây giờ các em cùng cô bước sang bài tập số 3 nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Cho biết M bằng 10, N bằng 5, B bằng 2, tính giá trị của biểu thức. Chúng ta sẽ thực hiện như các biểu thức mà đề bài đã cho ở đây. Chúng ta đã có giá trị của M, của N và của B. Như vậy chúng ta sẽ lần lượt thay giá trị của chúng vào các biểu thức dưới đây và tính giá trị của biểu thức đó. Câu đầu tiên, nếu M bằng 10, N bằng 5, B bằng 2 thì giá trị của biểu thức M cộng N cộng B. Ở đây chúng ta sẽ phải thay lần lượt giá trị của các chữ số theo đúng thứ tự. M bằng 10 nè, cộng N bằng 5 nè, cộng với B bằng 2 thì kết quả của chúng ta sẽ ra là 17. Tương tự như vậy cho các biểu thức tiếp theo. Nếu M bằng 10, N bằng 5, B bằng 2 thì giá trị của biểu thức M cộng N cộng B trong ngoặc nó sẽ bằng 10 cộng 5 cộng 2 trong ngoặc nó sẽ bằng 17. Câu B, nếu M bằng 10, N bằng 5, B bằng 2 thì giá trị của biểu thức M trừ N trừ B nó sẽ bằng 10 trừ 5 trừ 2, nó cũng sẽ bằng 3. Nếu M bằng 10, N bằng 5, B bằng 2 thì giá trị của biểu thức M trừ N cộng B trong ngoặc nó sẽ bằng 10 trừ 5 cộng 2 trong ngoặc nó sẽ bằng 3. Câu C, nếu M bằng 10, N bằng 5, B bằng 2 thì giá trị của biểu thức M cộng N nhân P bằng 10 cộng 5 nhân 2. Biểu thức này có cả phép cộng và phép nhân nên ta sẽ thực hiện phép nhân trước. 5 nhân 2 bằng 10, 10 cộng 10 bằng 20. Nếu M bằng 10, N bằng 5 và P bằng 2 thì giá trị của biểu thức M cộng N trong ngoặc nhân P sẽ bằng 10 cộng 5 trong ngoặc nhân 2. Ở biểu thức này chúng ta có dấu ngoặc nên chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước. 10 cộng 5 là 15, 15 nhân 2 là 30. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3 với 6 câu hỏi nhỏ rồi đó các em. Sau đây là bài tập số 4. Ở bài tập này đã cho độ dài các cạnh của một hình tam giác là A, B và C như trên hình cô đã ký hiệu rất đầy đủ. Câu A, người ta gọi P là chu vi của hình tam giác. Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó. Câu B, tính chu vi của hình tam giác. Biết ta có 3 trường hợp và người ta cũng đã cho chúng ta hết độ dài các cạnh của hình tam giác rồi. Đối với bài toán này, các em hãy nhớ lại xem công thức tính chu vi của hình tam giác là gì thì chúng ta mới hoàn thành được bài tập, phải không nào? Bây giờ cô sẽ nhắc lại cho các em về phương pháp giải của bài tập này nha. Muốn tính chu vi của một hình tam giác, ta sẽ lấy độ dài của ba cạnh của hình tam giác đó cộng lại với nhau. Thì từ công thức này, chúng ta có thể viết được công thức tổng quát P theo yêu cầu của bài tập A. Để thực hiện được câu B, chúng ta phải áp dụng thay chữ bằng số vào biểu thức. Mà cái biểu thức tính chu vi chúng ta đã viết được ở câu A đó, rồi sau đó mới tính giá trị của biểu thức đó. Thì đây chính là cái phương pháp giải của bài tập số 4 này.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay lại đề toán để thực hiện câu A trước nha. Câu A, người ta gọi P là chu vi của hình tam giác này. Mà công thức tính chu vi thì cô vừa mới nhắc cho các em, đó là bằng tổng ba cạnh của tam giác. Ta lấy độ dài ba cạnh cộng lại với nhau thì ta sẽ có P là ký hiệu của chu vi sẽ bằng độ dài ba cạnh của hình tam giác đó. Mà độ dài của các cạnh của hình tam giác đó là A, là A, là B và C. Vậy tức là P sẽ bằng A cộng B cộng cộng C. Vậy là cô đã hoàn thành xong câu A và cô đã viết được công thức tổng quát để tính chu vi của hình tam giác rồi. Bây giờ cô sẽ áp dụng công thức này để thực hiện câu B. Câu B yêu cầu chúng ta tính chu vi của hình tam giác đó và có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, người ta cho A là 5cm, B là 4cm và C là 3cm. Chúng ta cùng nhau thực hiện trường hợp đầu tiên nha. Nếu A là 5cm, B bằng 4cm và C bằng 3cm thì chu vi tam giác P bằng A cộng B cộng C và chúng ta sẽ thay giá trị của các cạnh vào. A thì bằng 5, B bằng 4 và C bằng 3cm. Vậy kết quả của chúng ta là gì? 5cm cộng 4cm ta được 9cm, cộng tiếp cho 3cm nữa thì chúng ta sẽ bằng 12 đơn vị là cm. Trường hợp thứ hai, nếu A bằng 10cm, B bằng 10cm và C bằng 10cm thì chu vi của tam giác P bằng A cộng B cộng C có nghĩa là 10cm cộng 10cm và cộng 5cm thì 10cm cộng 10cm sẽ được 20cm và 20cm tiếp tục cộng cho 5cm nữa thì chúng ta sẽ được là 25cm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang trường hợp cuối cùng, đó là A bằng 6dm, B bằng 6dm và C cũng bằng 6dm. Ta thấy đơn vị ở đây đã khác so với hai trường hợp ở trên và độ dài của ba cạnh này thì bằng nhau. Vậy thì chu vi của hình tam giác này sẽ bằng B bằng A cộng B cộng C bằng 6dm cộng 6dm cộng 6dm. 6dm cộng 6dm chúng ta sẽ có là 12dm, cộng tiếp cho 6dm nữa thì chúng ta sẽ ra là 18 và đơn vị là dm. Đây chính là cách trình bày của bài tập cuối cùng trong phần biểu thức có chứa 3 chữ. Đối với bài tập này, các em phải nhớ cho cô công thức tính chu vi của hình tam giác. Và nếu như có các trường hợp khác nữa thì các em cần phải trình bày theo đúng quy tắc như thế này, thay các giá trị của chữ vào đúng biểu thức rồi mới tính giá trị của biểu thức đó. Trong bài học hôm nay, chúng ta đã biết thêm được về biểu thức có chứa 3 chữ. Vậy từ bây giờ, khi gặp những bài biểu thức có chứa 1 chữ, 2 chữ, 3 chữ, các em nhớ trình bày theo cách mà cô đã hướng dẫn nhé. Các em nhớ ôn lại toàn bộ các bài tập cũng như phần kiến thức trong bài học ngày hôm nay để thực hiện thêm những cái bài tập trong phiếu bài tập. Qua đó sẽ giúp cho các em củng cố thêm về cái cách trình bày bài của mình. Các em sẽ chuẩn bị bài tiếp theo. Đó là bài tính chất kết hợp của phép cộng. Trong sách giáo khoa toán lớp 4, trang 45, các em sẽ đọc nội dung của bài nè và tìm hiểu tính chất kết hợp của phép cộng là gì và làm thế nào để vận dụng được tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô chúc các em luôn vui khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Thân ái chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.